Chào bạn, hỏi tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên, một người nhờ sửa cho cái tông đơ cô đôn này. Tôi cũng tiện thể tháo làm clip cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn tháo cái lưỡi ra, các bạn tháo hai con ốc. Hai con ốc giữ cái miếng nhựa này. Hay là chỗ này này nó sẽ có một cái lẫy, các bạn phải nhìn đây, các bạn vặn sao cho cái g có cái rãnh ấy, nó về đây này. Giờ có một cái rãnh ở trên cái vòng vặn này đây, chúng ta sẽ dùng tua đôi vít dẹt, chúng ta đẩy vào đây, nhấn nó xuống. Nhấn nó xuống nó ra nhé, được nhá. Đây, không biết nhấn nó xuống rồi. Để cho cái vòng này có cái rãnh ở đây này. Để xoay cái vòng này có cái rãnh nhỏ ở đây. Về. Chúng ta nhấn nó xuống, chúng ta kéo ra. Thứ hai là chúng ta tháo cái vít ở đuôi này. Chúng ta để tháo ra cái tốt hơn. Thì trong đây nó có một cái nhựa này, cái lò xo phải giữ lại cẩn thận này. Cái tông đơ này nó rất hay bị hỏng cái công tắc này. Các bạn nhìn thấy công tắc nó cháy rỗ này, các bạn thể vệ sinh. Vệ sinh thì là được thôi, còn như thế này là bị cũ quá rồi thì mình sẽ đổ cho người ta công tắc ở ngoài. Mình dừng clip ở đây nhé, chúc các bạn thành công.